và muốn khắc phục cái được cái tình trạng mà giữ được bộ lông như thế thì phải mọi người anh em phải như thế nào không? Cho ra ăn xong luôn rồi ăn xong rồi ăn còn dưới ăn sẵn nói mọi người tại sao mình phải giữ cái bộ lông của gà đẹp, tại sao chúng ta phải giữ cái bộ lông của gà đẹp. Mọi người thấy trong giai đoạn này nè, trong giai đoạn mà khoảng 20 đến một tháng tuổi nè, giai đoạn này con gà đó hết hết cái lông luôn rồi lông múp múp lông mà măng măng là nó cắn nó mổ nhau thấy ba bậy ba đâu thì mình là lông lá đẹp không, nó đẹp không, dặn cái này rớt con gà không à, không hay làm bỏ chưa bao rồi đó. Không mình thấy lông lá nó đẹp nha. Có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn mà nó rỉa lông dữ lắm đó, nó rỉa lông ăn lông ăn nhau đẹp. Có anh em nào gặp tình trạng như bị gà bị dĩa lông ăn lông nhau không? Thấy không đẹp, mà thấy mông mốt 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 không mốt mốt là cắn cắn đuổi rồi. Rồi coi cái ô này đó dễ lắm, mình thấy con đuôi đẹp không, rất đẹp. À, nuôi gà là mình phải giữ cái bộ lông cho đẹp luôn rồi, giữ bộ lông đẹp không, thấy không, mình thấy nó không đều không, con gà không đều. Giờ này mình nuôi lâu lắm rồi, không có lần nào nó đều được, có con lớn con nhỏ mà vẫn giữ được bộ lông đẹp là ok rồi. Cái con độ lớn nhỏ thì không sao rồi, không sao. Đây mình nuôi mình bán nhỏ lẻ mà bán lai gai con nào bự bán trước nhỏ bán sau, cái mình tận dụng cái này mình làm máng cái này thôi. Thấy cái này thấy không, không có con nào mà bị chuỗi lông con nào ấy nha. Từ cái giai đoạn này là giai đoạn cắn nhau đó, nó có nhiều anh em xử lý đoạn này để bắt cho mọi người coi con nha. Vậy có nhiều không, coi cái mỏ đó không, thấy không, mình đâu có xử lý mỏ đâu, đâu xử lý mỏ để bắt gọn cho mọi người coi. Vẫn đàng hoàng nha. Nè đó. Con nhỏ đàng hoàng nha, con nhỏ đó. Thấy không? Bắt nó kêu quá trời kêu mọi người. Đó, mình không có xử lý mỏ nha mọi người. Thật anh em xử lý mỏ nhiều lắm. Xử lý mỏ nó mới có cái mỏ đẹp. Mình không có xử nha. Rồi ra mình vẫn lông lá vẫn tốt, vẫn đều đẹp ra đẹp tấp lông hết trơn luôn rồi, lông cho nó đó. Vô nuôi gà là phải giữ cái bộ lông cho nó, bởi vì sao, bởi vì cái bộ lông là cái giá trị của nó mà thị hiếu người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá được con gà đẹp là người ta thái rồi, nhất là lái buôn rồi. Cho nên mình giữ bộ lông đó. Lông càng đẹp thì lái càng thích. Ngoài cái ngon ra thì bộ lông là quan trọng luôn. Đó, phải giữ bộ lông đẹp. Tại sao phải giữ bộ lông đẹp là như thế? Đó. Lái thích thì hiếu của người ta mọi người. Tại vì người ta bán ở ngoài chợ mọi người, mẫu để mẫu ngoài chợ người ta nói lông lá đẹp thì nhiều người mua, nhiều người thích mua, người ta nói không phải nuôi công nghệ, công dạng công nghiệp đó, công nghiệp hay bị chứ đó. Còn khi mà lông lá đẹp thì người ta sẽ không nghĩ đến chuyện đó, nó nói nuôi thả giường và muốn khắc phục cái được cái tình trạng mà giữ được bộ lông như thế thì phải mọi người anh em phải như thế nào rồi? Anh em có thể chia sẻ không? Còn đây thì mình thực hiện cái biện pháp là thứ nhất là mình cho ăn uống đầy đủ rồi, uống nước đầy đủ nè, uống nước đầy đủ là cũng là biện pháp tốt để không cho gà nó bị chết mọi người. Gà nó mình để bốn bình nước bốn góc nữa không,
bốn nguồn nước bên gốc như này đó. Khi mà con gà nó không có chết rồi, con gà nó không bị chết là nó không có bị mổ lông nhau, cắn lông nhau đó. Đó là nước uống, mọi người có thể pha thêm vô đây vitamin cũng được, hoặc mọi người có ăn trái cây cái này cái cua nọ nó cũng giảm chết. Giảm chết thì nó sẽ không có cắn nhau, không có mổ lông. Khi mà con gà nó mổ lông nhau á, được một con lông trên, hai con lông trên á mà chảy máu đi, những cái khác nó cũng mổ rồi. Cái đó gây cái tình trạng hao hụt con người rất nhiều, rất lớn luôn đó. Cho nên nước cũng là rất là quan trọng luôn, nước rất quan trọng trong đó này, giữ bột lông của con gà, con thấy không? Đá gì đó, cái đó mình lông một chút gì không, phải thấy không? Cái lông đó là nó gà hết lắm, hai gà giỡn nhau giỡn nhau kênh nhau các bạn, nó thích lắm. Cho nên khi mà nuôi á, tới giai đoạn này này, giai đoạn mười mấy ngày, hai mấy ngày này là con gà nó ra lòng đó, ra lòng đó mà giữ được thì cung cấp nước cho nó, nhất nước rồi cho nó đừng có chết nè, bị chết nè. Rồi thứ hai là mọi người làm gì không, mọi người phải cho nó ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nè. Có mọi người cho nó ăn tạp đi, ăn tạp hoặc thật là trộn nhiều loại vô, nhiều loại cám nè, rồi rau này rau kia, cải này cái kia nè, nó ăn tạp. Hoặc mọi người một ngày ăn cái này, một ngày khác ăn cái khác đó. Con gà nó dung nạp đầy đủ dưỡng chất thì nó sẽ không có cắn nhau, mọi người thấy trong bút không đó, nó phải cùng cắn chào và nó không có ăn những con cụm lông tơ lỏng măng. Chuyện gà đẹp, con yêu cầu một con gà nó cắn nó không được là nó tập nó ăn hoài, mọi người ăn hoài thì nó sẽ mất lông, từ từ sẽ mất lông, chủ lông con gà mình sống thôi đó. Cho nên phải cho nó ăn những loại thức ăn đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ chất xơ, rau xanh, rồi đạm, dinh dưỡng, nói chung là đầy đủ để cho con gà nó không bị mắc bộ lông nữa. Này. Cái thứ ba nữa là mọi người phải sao, mọi người sẽ thả nó, người cái đoạn này là thả nè, thả nhưng mà không dài nữa. Mưa mọi người, mưa chưa thả dài, mình đi nhiều người cũng chưa thả nó. Anh để nó dài bữa chuồng, tại chuồng mình cũng rộng rồi. Rồi đây, nếu mà anh em mà cái chuồng nó chặt á, là mình phải thả nè, thả càng thả rộng thì cái mật độ của nó càng xa đó, con gà càng xa nhau đi thoải mái thì nó sẽ không có cắn nhau, không có chạy nhảy đạp nhau, đang rụng lông nhau. Cái đoạn này là dọn gì như thế đó mọi người. Thế nào mọi người phải thả, thả gà. Hoặc mọi người có thể, nếu mà mọi người nuôi số lượng nhiều mà không kiểm soát được cái thằng đó thì mọi người phải giảm bầy lại. Ví dụ như cái chỗ đó mình nuôi 100 con mà nó cắn, mình giảm lại 50 con đó. Hoặc mình giảm lại 40 con, 30 con nó cắn là nó hết cắn, giảm lại, giảm mật độ lại. Thì càng mọi người giảm mật độ xuống thì con gà nó sẽ thoải mái mọi người, chứ mình thoải mái, nó không cắn nhau đó. Đó là cũng là cái nguyên nhân để nó cắn nhau đó, là như vậy cắn nhau như vậy mà không quản lý được cái thức ăn nước uống, không quản lý được dinh dưỡng của nó là nó cũng cắn nhau. Còn người ta biết là kinh nghiệm là như vậy thì nó vẫn không có cắn nhau luôn. Đây mỏ nào, mỏ nó vẫn nhọn mà, phải không? Nhỏ đáng quá đó, rất đẹp, nhất là cái đuôi đó, cắn cái đuôi thôi mà cắn cái đuôi đó ra cũng không, mà cắn cái này nó chưa cắn nào, thấy không, thấy nó chưa cắn không đó. Cho nên phải cho nó ăn ăn đầy đủ dưỡng chất nè, cung cấp nước cái này nè, thả rộng ra nè để giữ bộ lông. Mình phải cho nó ăn từ 10 ngày, từ lúc nhỏ luôn á, lúc mới nở cho đến lúc khoảng 1 tháng tuổi, phải cho nó ăn đầy đủ chất dưỡng chất, đầy đủ nước nôi. Như thế con gà mình á, nó sẽ không có yếu rồi, yếu là nó cắn chết nó cắn. Với lại tiếng ồn cũng là quan trọng, cũng là một yếu tố. Tiếng ồn, ồn là xe cộ nè, khu dân cư ồn rồi đó, mình phải làm sao mà cách nuôi trong chuồng, mình phải cách làm cái tấm cách âm để con
gà nó không có ồn mà. Hoặc mọi người có thể sử dụng gì mà bây giờ người ta cho nó nghe nhạc luôn đó. Đó, nghe nhạc thì nó nghe từ nhỏ tới lớn, thì cái bài nhạc nó hoài thì nó sẽ quen. Còn lâu lâu thì cái nếu mà người ở gần những cái chỗ đường giao thông lớn á, lâu lâu thì có cái trẻ bóp cái giật mình đó, thì nó chết còn đó. Mà mọi người cho nó nghe nhạc thường xuyên á, thì nó sẽ quen với âm thanh đó, thì nó sẽ không bị chết nữa. Đó. Nên nhiều người ta đã áp dụng cái đó đó. Đấy là đó, cho nên giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng để giữ bộ lông cho gà nha. Để lái nó thích mà. Nên lái thích thì bán được giá cao thôi. Tuy nhiên và cái khả năng mình ra được cái bài rất nhiều. Đó là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho mọi người biết. Để làm thế nào để giữ được bộ lông gà, tại sao phải giữ bộ lông gà, cách giữ bộ lông gà như thế nào. Rồi, giờ mình kết thúc mọi người của mình ngày làm việc vui vẻ và thành công. Những kênh ủng hộ mình để mình ra những video mới hay hơn, hữu ích hơn cho chăn nuôi, về sức khỏe con gà, về tập tính con gà hay là những gì liên quan đến gà. Mấy bạn mọi người.